Đi đâu mà giờ này khuya lơ khuya lắc không chịu về nhà nữa. Được rồi, về nhà ông biết tại tôi. Chắc ngủ rồi quá. Người gương mẫu nhất xóm dưới làng trên, làm sao biết được anh đi sớm về khuya hay đứng bờ đứng bụi. Chỉ thấy lâu nay mình em lụi hụi dưới ngọn đèn trông, đứng nhớ ngồi trong suốt đêm lành trăng. Con nghiệp vợ quá à. Biến ngủ buồn ăn, nhìn cánh nguội cơm thừa. Anh nói là anh tính bán xong rồi là anh về sớm. Sớm bây giờ này hả? Chứ có đâu ngờ là thằng Tám nó cù cưa. Nó nói Thôi, anh đừng có đổ thừa. Thằng Tám nó nói cái gì mà anh về trễ? Anh nói đi. Nó nói thở của dì Tư giảm giá tới trưa, cho nên anh... Anh ăn cơm nguội no chưa mà còn đi ăn phở? Cơm nguội hoài, sáng nào cũng cơm nguội. Riết con người anh nó teo còn có chút ép nè em. Thì cũng tại anh chứ tại ai? Sao tại anh? Thì sáng nào anh cũng ăn cơm nguội, là cơm từ tối bữa trước đó. Thì tối bữa trước anh chia cơm nhà mà. Anh đi ta bà tới xứ khuya lắc khuya lơ mới về. Về tới cái thả cái thầy xuống anh ngáy như là rồng phun nước vậy. Có đúng không? Vợ ơi, em nói vậy là không có đúng. Anh thèm phở là tại ngán cơm, mà anh ngán cơm là bởi anh no phở ở ngoài đường. Phở của dì Tư nó thơm bát ngát á, chín là gầu là tái là nạm mà gân à. Ôi, nó đã cái bụng quá dần. Ừ ha, anh nói đúng á. Thêm mấy miếng hành tây nó mỏng mỏng, rồi giá sống trụng đều, cho nước nó ngọt từ xương chứ gì. Ui da, đau thấu xương luôn à. Chứ không phải tại con nhỏ Phương á, nó bưng tô tính tiền mà mắt nó màu xanh dương, mỏ màu xanh lá. Vợ ơi, thiệt là quang quanh quá. Anh cũng hơi nhìn. Hả? Nhưng mà là không có quá bốn lần đâu. Cái gì? Không nhìn người ta đâu. Không nhìn người ta đâu, sao biết người ta nhìn ông không quá bốn lần? Hả? Tại mình là mình ơi, em đoán biết từ lâu nhưng không nói một câu. Sao vợ mà không nói để trong bụng nó buồn rầu? Vì em nói chắc là anh sẽ chối quán phở đầu thôn qua bao.
thở. Đến bao giờ anh bỏ tính trăng qua? Nói gì vậy? Cho gia đình em ấm như người ta, che phở làm sao bằng cơm nấu của vợ nhà. Phải không anh? Đến bao giờ anh bỏ tính trăng qua? Trời ơi! Cho gia đình em ấm như người ta, che phở làm sao bằng cơm nấu của vợ. Trời ơi, ai nói với vợ cái câu là anh có cái tính trăng qua hư thân mất nết? Từ lúc cưới nhau là anh bỏ hết hủ tiếu bún riêu bánh canh bánh lọt bánh khọt bánh xèo bánh bèo bánh hỏi để chuyên tâm chỉ biết mỗi cơm. Giỏi. Cơm hoài canh miết, rồi cũng có lúc phải chán dịch chê gà. Đó đó. Rồi giờ anh mê thịt bò nước phở, anh sao làm chuyện nhà bỏ vợ bỏ con? Bỏ đâu mà bỏ, anh vẫn mỗi ngày cà trẹo cà trảo nhai cơm. Còn ăn thở thì cũng giống như mấy đứa nhỏ nó ăn quà ăn bánh vậy đó. Mấy bữa nay cái bộ đầu lòng nó hơi lạnh lạnh nên húp tô phở xong anh tranh thủ quánh ly chè. Thôi ông đừng có nói nữa, tôi á là tôi đi cuốn trong bụng ông rồi đó. Hèn chi mấy bữa nay cái bụng nó lục cục. Không phải như vợ nghĩ đâu. Chứ sao? Anh ra đường khuya sớm buôn bán với người ta, làm ăn chăm chỉ thiệt tha, lo trước lo sau trong nhà. Bởi một lòng thương em lo cho đầy đủ hơn. Anh ra đường sương gió, em lo lại càng lo, nên vẫn luôn dặn dò anh chớ nên sai lời. Anh xin thề vợ ơi, trong lòng chỉ có vợ thôi. Anh đi sớm về khuya thì cũng phải giữ gìn sức khỏe, rủi có bề gì thì mẹ con em biết phải làm sao. Anh biết rồi. Phở là ăn để cho vui, cơm ăn để sống, anh ơi nhớ lời. Từ nay anh chẳng ăn quà, đi đâu để bụng về nhà ăn cơm. Anh nói thiệt không? Con bò thì phải ăn rơm, kiếp chồng thì phải